Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh nhận được báo cáo về một sự cố thẩm mỹ. Sau khi căng da mặt và cắt thừa da mí dưới tại một bệnh viện thẩm mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh, một người phụ nữ 70 tuổi đã bất ngờ rơi vào hôn mê sâu và tử vong ngay sau đó. Thông tin ban đầu cho biết Chiều hôm 13 tháng 3, người này đến một bệnh viện thẩm mỹ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để điều trị chảy xệ da mặt và thừa da mi dưới. Khoảng 16 giờ cùng ngày, bà được thực hiện phẫu thuật căng da mặt cổ và phẫu thuật thừa da mi dưới. Đến 18 giờ, sau khi ca mổ hoàn tất, người này bất ngờ xuất hiện triệu chứng kích thích, tri giác lơ mơ rồi ngưng thở, huyết áp không đo được. Bệnh viện thẩm mỹ đã tiến hành xử lý cho bệnh nhân theo hướng ngộ độc thuốc tê và sốc phản vệ, đặt nội khí quản, đặt son tiểu, thở máy, truyền thuốc trợ tim, adrenaline. Đến 18 giờ 15 bệnh nhân hôn mê sâu, tim rời rạc, được xử lý sốc điện và truyền thuốc, sau đó liên hệ chuyển đến Bệnh viện quân y 175. Theo báo cáo của bệnh viện thẩm mỹ này gửi đến Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, ngay sau khi xử lý cho bệnh nhân, họ đã lập hội đồng chuyên môn đánh giá sự cố. Bệnh viện này nhận định rằng trong quá trình điều trị có xảy ra sự cố y khoa vượt ngoài khả năng điều trị của bệnh viện. Bệnh viện Quân y 175 cho hay bệnh nhân được chuyển đến cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch, mặc dù được các bác sĩ nỗ lực hồi sức cứu chữa nhưng nữ bệnh nhân đã không qua khỏi. Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ vụ người phụ nữ mất tích khi đi khám bệnh trên địa bàn và thi thể được tìm thấy dưới sông Sài Gòn. Theo đó, khoảng 9 giờ sáng ngày 13 tháng 3, anh Nguyễn Cửu Lân, chở vợ là chị Nguyễn Thị Yến, 39 tuổi, cùng ngụ thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, đi khám bệnh tại Bệnh viện Đa Khoa, khu vực Thủ Đức. Đến cổng bệnh viện, chị Yến nói anh Lân về trong nhà để chị đi khám bệnh một mình. Về đến nhà, anh Lân phát hiện vợ để quên điện thoại ở nhà nên quay lại bệnh viện tìm, nhưng không gặp chị Yến. Thông qua camera an ninh của bệnh viện, anh Lân phát hiện lúc 9 giờ 24 phút chị Yến lên xe máy của người lạ, rời khỏi bệnh viện. Gia đình anh Lân sau đó trình báo vụ việc lên công an phường Linh Trung nhờ hỗ trợ. Qua trích xuất camera an ninh, lực lượng chức năng phát hiện chị Yến đi cùng người lạ trên quốc lộ 1. Đến đoạn trước trường Đại học Nâm Lâm, thành phố Hồ Chí Minh, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, thì chị Yến xuống xe và sau đó mất dấu, mất tích. Đến chiều tối ngày 15 tháng 3, lực lượng chức năng nhận tin báo về việc phát hiện một thi thể nữ giới bên dưới sông Sài Gòn, đoạn cầu Đồng Nai thuộc tỉnh Đồng Nai. Tiến hành xác minh, lực lượng chức năng xác định đây chính là thi thể chị Yến, người mất tích cách đó gần 3 ngày. Được biết, vợ chồng anh Lân có hai con nhỏ cuộc sống hòa thuận và đang thuê một mặt bằng kinh doanh ở phường Phước Long A, thành phố Thủ Đức. Thời gian gần đây, hai vợ chồng áp lực công việc và phát hiện tình hình sức khỏe bất ổn. Chiến sau đó có biểu hiện buồn bã, không nói chuyện với ai. Người nhà nạn nhân tiết lộ cho biết thi thể người phụ nữ xấu số, không có dấu hiệu tác động ngoại lực. Sáng 16 tháng 3, nạn nhân đang được người thân đưa về quê an táng theo phong tục địa phương. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ. Mới đây, có một thông tin một phụ nữ ở thành phố Pleiku, tỉnh Sa Lai mất liên lạc với người thân hơn 3 tháng nay. Công an thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai cho biết kết quả kiểm tra ban đầu chưa phát hiện dấu hiệu tội phạm. Theo công an thành phố Pleiku, đơn vị không ra quyết định truy tìm nạn nhân do kết quả kiểm tra không phát hiện có dấu hiệu tội phạm. Tuy nhiên, công an thành phố Pleiku có thông báo trường hợp người mất tích đến các đơn vị cấp xã, phường để nắm thông tin, đồng thời báo cáo vụ việc lên cơ quan cấp trên. Trước đó, công an thành phố Pleiku tiếp nhận trình báo từ bà Trần Thị Đồng, ngụ phường Cha Bá, thành phố Pleiku. Bà Đồng báo cháu gọi bà bằng dì ruột là chị Lý Thị Như, 39 tuổi, tên thường gọi là Quỳnh, ngụ xã Diên Phú, thành phố Pleiku bị mất tích. Qua trao đổi thông tin, bà Trần Thị Đồng xác nhận bà là người đi báo tin cháu bà là Lý Thị Như bị mất tích. Theo bà Đồng, người thân mất liên lạc với Như hơn 3 tháng nay và không rõ đang ở đâu. Cũng theo bà Đồng, Như không có anh em ruột nào khác, không có cha mẹ đã mất và đã ly hôn chồng, có con học lớp 8. Nhiều năm nay, như sống như vợ chồng với ông LTT, ngủ ở thành phố Pleiku. Bà đồng kể, trước thời điểm mất tích, giữa Như và ông LTT có nảy sinh mâu thuẫn, như bị ông T tát tai, sau đó ông T nói như bỏ nhà đi, còn đi đâu, đi khi nào thì không biết. Cũng theo bà đồng, ban đầu người nhà nghĩ vợ chồng giận nhau, đi vài hôm sẽ về nên không tìm kiếm. Tuy nhiên, sau thời gian dài, không ai liên lạc được với Như nên lo lắng có chuyện không may. Bà Đồng cho biết thêm, người thân tìm mọi cách để liên lạc với Như qua điện thoại, mạng xã hội nhưng đều không được. Mới đây, ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tánh Linh, thông báo bước đầu về nguyên nhân gây ra vụ cháy tại nhà xe tạm giữ công an huyện Tánh Linh, Bình Thuận. Theo đó, vụ cháy xảy ra khoảng 18 giờ ngày 9 tháng 3 làm 232 xe mô tô cùng một số vật dụng tại khu vực nhà để xe tạm giữ trong trụ sở công an huyện Tánh Linh bị thiêu rụi hoàn toàn, thiệt hại ước tính khoảng 2 tỷ đồng. Bước đầu xác định, vụ cháy xảy ra do sự bất cẩn của một chiến sĩ công an nghĩa vụ đang làm nhiệm vụ tại công an huyện Tánh Linh. Thời điểm trên, khi một chiến sĩ công an vừa đưa phương tiện vi phạm về nhà tạm giữ và thực hiện việc hút xăng ra khỏi bình để đưa vào bảo quản theo quy trình thì một chiến sĩ công an khác đi từ bên ngoài vào vứt tàn thuốc vừa hút xong. Thời điểm đó có gió mạnh nên đã thổi tàn thuốc bay ngược vào đúng vị trí đang hút xăng dẫn đến vụ cháy. Công an tỉnh đã chỉ đạo công an huyện Tánh Linh thực hiện bồi thường dân sự cho người có phương tiện vi phạm bị cháy theo đúng quy định của pháp luật. Như tin đã đưa, vào khoảng 18 giờ ngày 9 tháng 3, kho tạm giữ xe mô tô các vụ vi phạm hành chính của công an huyện Tánh Linh bất ngờ bị bốc cháy dữ dội ngay khi phát hiện vụ việc công an huyện tánh linh đã huy động cán bộ chiến sĩ và người dân gần đó tham gia chữa cháy đồng thời báo cáo công an tỉnh điều động cán bộ chiến sĩ và phương tiện của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực huyện đức linh để đến hiện trường cùng với đó lực lượng phương tiện phòng cháy chữa cháy từ thành phố phan thiết cũng được huy động hỗ trợ chữa cháy sau gần một giờ đồng hồ đám cháy cơ bản được dập tắt Mới đây, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội tạm giữ hình sự Lê Tiến Dũng, sinh năm 1987, trú tại huyện Ý Yên, Nam Định, để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Cụ thể, vào chiều ngày 15 tháng 3, Dũng lái xe bán tải biển kiểm soát 29C85642 và phạm lỗi, đỗ nơi có biển cấm đỗ, trước số nhà 93 Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, nên bị tổ tuần tra của Công an phường Trương Định xử lý. Tổ công tác yêu cầu Lê Tiến Dũng xuất trình giấy tờ liên quan để kiểm tra, tài xế này không xuất trình được và đưa 500.000 đồng cho tổ công tác xin bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được chấp nhận. Dũng lên xe nổ máy, lùi xe đâm hỏng phần đầu ô tô của công an phường Trương Định, rồi lách ra, tăng ga bỏ chạy theo hướng Trương Định, Kim Đồng, Linh Đàm, Nguyễn Xiển, ngã ba khuất duy tiến để lên đường vành đai ba trên cao, hướng về Pháp Vân. Khi đến trước số nhà 285 Nguyễn Xiển, ô tô bán tải tông vào xe máy do anh NSH, sinh năm 2002, trú tại Hải Dương, điều khiển cú tông làm anh hắt ngã ra đường, xe máy mắc vào phía trước ô tô bán tải. chưa dừng lại, chiếc bán tải tiếp tục tăng ga ủi xe máy trên đường khoảng 150m thì mới tách được xe máy ra. Sau đó, Dũng tiếp tục điều khiển xe bán tải bỏ lên đường vành đai 3 trên cao, rồi va chạm với một xe tải khác. khi tới gần đại học Thăng Long, chiếc xe bán tải bị người dân cùng lực lượng chức năng khống chế. kiểm tra ban đầu xác định, Dũng dương tính với chất ma túy, chưa phát hiện vi phạm về cồn.